Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp chống lũ, đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ, tỉnh Hồ Bắc phát mền, quần áo cho người dân ở các địa phương bị mưa lũ ảnh hưởng. Trang Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc hôm qua đưa tin Trung Quốc từ tối qua đã khởi động phản ứng khẩn cấp cấp 4 nhằm phòng chống lũ khi mưa lớn dẫn tới nước dâng cao ở hượng nguồn sông Trường Giang. Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang sáng qua dự báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp từ lúc 14 giờ cùng ngày sẽ tăng lên mức khoảng 50.000 mét khối một giây. Tuy nhiên, chỉ đến 10 giờ sáng ngày hôm qua, lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đã đạt 50.000 mét khối một giây, làm phát sinh trận Hồng Thủy, tức lũ số 2 trong năm 2022. Và đến 14 giờ cùng ngày, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên đến 146,97 mét, trong khi lưu lượng nước đổ về thực tế đã đạt 53.000 mét khối một giây, còn lượng xả là 35.500 mét khối một giây. Căn cứ theo quy định, lúc 20 giờ tối ngày hôm qua, Bộ Tổng Chỉ huy chống lũ lụt và hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã khởi động phản ứng khẩn cấp cấp 4, cấp thấp nhất trong 4 cấp nhằm phòng chống lũ, thông báo cho các khu vực liên quan, đồng thời cử 2 tổ công tác tới Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy để hỗ trợ công tác chống lũ và cứu trợ thiên tai của các địa phương. Thông báo của bộ này yêu cầu các cơ quan giám sát chặt chẽ tình hình mưa, phối hợp với nhau để phòng chống lũ trên các con sông lớn. Trong khi đó, sau khi mở cửa hai cửa xả lũ hôm vừa qua, hình ảnh mới nhất được hãng tin Tân Hoa Xã đăng tối ngày hôm qua cho thấy đập Tam Hiệp chắn ngang sông Trường Giang đã mở 3 cửa xả lũ. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi các đập thủy điện Tam Hiệp phản ứng với tình hình mưa lũ nghiêm trọng, những ngày qua, Sở Quản lý Khẩn cấp Hồ Bắc đã phát khẩn cấp chăn bông, chăn len, các loại quần áo cho thành phố Nghi Xương và những nơi khác nhằm đảm bảo các sinh hoạt cơ bản của người dân gặp khó khăn do mưa lũ. Động đất kép ở thượng nguồn do hiệu ứng domino gây nguy cho đập Tam Hiệp. Truyền thông Đài Loan hôm qua đưa tin một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhật Nhĩ Cái, Tứ Xuyên, thượng nguồn đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, khu vực thượng nguồn đập Tam Hiệp còn đón thêm một trận động đất khác với cường độ mạnh hơn. Theo NTD TV, không chỉ có một trận động đất xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Hiệp ngày hôm qua, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CEMC tiết lộ, ngay sau trận động đất ở Tứ Xuyên, khu vực thượng nguồn đập Tam Hiệp phải hứng chịu thêm một cơn địa chấn khác mạnh 4,5 độ Richter ở độ sâu 13 km. Trận động đất thứ hai xảy ra ở huyện Cát Trương, tỉnh Quý Châu, sau trận động đất thứ nhất chỉ khoảng 7 tiếng đồng hồ. Động đất kép là hiện tượng động đất xảy ra liên tiếp trong một khoảng không gian và thời gian tương đối gần nhau. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quý Châu đã triển khai hệ thống cảnh báo sớm về rủi ro địa chất cho 64 huyện thành phố tại địa phương. Theo Taiwan News, nếu hiện tượng động đất còn tái diễn, nguy cơ một số hồ chứa nhỏ ở thượng nguồn sông Dương Tử bị vỡ sẽ tăng cao. Điều này có thể tạo ra hiệu ứng domino, khiến đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ. Ngoài ra, đập Tam Hiệp được xây dựng trên hai đường đứt gãy lớn là Sewasi và Sakura Dock. Việc thay đổi đột ngột áp lực nước do lũ từ thượng nguồn đổ về trong hồ chứa của đập Tam Hiệp có thể gây ra động đất và sạt lở. Vừa qua, sông Dương Tử đón đợt lũ đầu tiên trong năm khi lưu lượng nước dồn về đập Tam Hiệp lên tới 53.000 mét khối một giây. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA đã tiếp tục phát đi cảnh báo rằng khu vực phía tây nam nước này sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn và bắt đầu vào ngày mai. Theo Nhân dân Nhật Báo, những cơn mưa lớn xảy ra vào thời gian này trong năm thường khiến các con sông của Trung Quốc dâng cao, làm ngập các hồ chứa. Sau hơn 31 ngày liên tục diễn ra mưa xối xả, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về các vụ lở đất và nứt vỡ tại các hồ chứa đập dọc sông Dương Tử. Hầu hết các hồ chứa nhỏ ở Trung Quốc được xây dựng vào những năm 1960-1970. Tiêu chuẩn xây dựng ở thời điểm này còn chưa cao khi thời tiết diễn biến khắc nghiệt và thất thường. Các hồ chứa rất dễ gặp nguy hiểm. Ken Doman, kỹ sư thủy lợi ở Thâm Quyến nhận xét, theo các chuyên gia, nếu so với đợt xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp, sự gia tăng lưu lượng nước đổ về các con đập hiện nay là rất nguy hiểm. Hôm qua, lưu lượng nước đổ dồn về đập Tam Hiệp là 40.000 mét khối một giây, gần gấp đôi so với ngày hôm trước.
Hôm kia, đập Tam Hiệp đã được cho phép xả nước, mặc dù điều này có thể khiến tình trạng mưa ngập ở khu vực hạ lưu thêm nghiêm trọng. 10 giờ sáng ngày hôm qua, theo giờ địa phương, nước dồn về đập Tam Hiệp đã ở mức 50.000 mét khối, tương đương với lưu lượng nước trong trận lũ lịch sử năm 1998, khiến hơn 4.000 người thiệt hại. 2 giờ chiều ngày hôm qua, lượng nước đổ về đã tăng lên 53.000 mét khối một giây. Đập Tam Hiệp sau đó được phép mở 3 cổng xả lũ, lượng xả là 35.500 mét khối một giây. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, mực nước của 304 con sông ở 19 tỉnh thành Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo lũ. Vùng núi Trung Quốc xuất hiện tiếng gầm lớn, kỳ dị suốt 10 ngày liền, khiến mạng xã hội hoang mang và lời giải thích của các chuyên gia. Với những lời đồn như tiếng hổ gầm, tiếng rồng khóc, người dân hiếu kỳ đã tập trung rất đông tại khu vực vùng núi phát ra tiếng động lạ để quay video và đăng tải lên các phương tiện truyền thông xã hội. Trên các phương tiện truyền thông xã hội, Trung Quốc liên tục lan truyền các đoạn video ghi lại hình ảnh nhiều người tập trung đông đúc tại một khu vực rừng núi ở Uy Ninh, tỉnh Quý Châu. Điều đáng nói là trong những video được đăng tải đều phát ra một âm thanh vô cùng kỳ lạ, mà kể cả những người có mặt ở đó cũng không biết là gì. Sau khi những clip của người dân hiếu kỳ lan truyền mạnh mẽ, cư dân mạng bắt đầu đưa ra những lời đồn đoán và giải quyết nguồn gốc của âm thanh kia. Người thì cho rằng đó là tiếng hổ gầm, người lại nói nghe như tiếng một con rồng lớn đang khóc, hay tiếng báo hiệu của thiên nhiên về một trận động đất rất lớn. Được biết, hàng nghìn người đã kéo đến vùng núi huyện Uy Ninh chỉ để được nghe tận tai âm thanh bí ẩn, rền vang cả đất trời suốt nhiều ngày liền. Tuy nhiên, vẫn không ai xác định được nó phát ra từ đâu. Cho đến ngày hôm nay, Ban tuyên giáo Đảng ủy huyện Uy Ninh đã chính thức lên tiếng xác minh và giải đáp những nghi ngờ gây hoang mang dư luận thời gian qua, đồng thời bác bỏ khả năng đây là âm thanh báo trước một trận địa chấn. Theo đó, đại diện Ban tuyên giáo trả lời phóng viên tờ Guiyang Daily cho hay, họ đã mời chuyên gia và giám đốc trạm quản lý động vật hoang dã Quý Châu đến kiểm tra. Dựa trên những âm thanh được ghi lại bởi người dân địa phương, trải qua quá trình lấy mẫu tại chỗ, phân tích và so sánh, đã xác định sơ bộ âm thanh lạ của vùng núi nói trên là của loài chim cun cút chân vàng Turik Tanki. Ngoài ra, khi phóng viên phỏng vấn một người nông dân lớn tuổi đang canh tác trong khu vực, người đàn ông cũng cho biết đó là tiếng chim cun cút chân vàng và đã thấy chúng bay qua vùng núi này trước đó. Đây là một loài chim trong tình trạng bảo tồn và thường di cư đến Quý Châu vào mùa hè. Trong mùa sinh sản, chúng thường phát ra tiếng kêu nặng nề và kéo dài như được ghi lại trong những đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội. Phép thử chưa từng thấy với đập Tam Hiệp. Khoảng 15 triệu dân ở miền Nam Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Lượng nước đổ về quá nhiều đang đe dọa các hồ chứa của đập thủy điện. Trong đó có Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới. Nước lũ kinh hoàng dưới đập Tam Hiệp của Trung Quốc, lượng mưa cao bất thường đang gây ngập lụt và hư hỏng nhiều nhà cửa. Ít nhất 106 người đã thiệt hại hoặc mất tích. Đợt mưa to đến mức người dân địa phương cho biết là họ chưa từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ, khiến các con sông và hồ chứa nước bị tràn bờ. Năm nay, cuộc chiến chống dịch đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị ứng phó lũ lụt của Trung Quốc, Nhân dân Nhật báo nói. Khi thời tiết xấu, không có dấu hiệu dịu bớt đã kéo dài 31 ngày liên tục, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lở đất, vỡ hồ chứa nước và đập thủy điện. Ở Trung Quốc, hầu hết hồ chứa nước nhỏ được xây dựng từ những năm 1960, 1970 và không đáp ứng được tiêu chuẩn cao. Ông Brandon Meng, một kỹ sư thủy lợi ở thành phố Thâm Quyến miền Nam Trung Quốc, nói với báo New York Times, mỗi khi có thời tiết cực đoan, chúng sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Ông Meng đánh giá, đến nay Hồ Bắc là tỉnh bị lũ lụt nghiêm trọng nhất. Thành phố Vũ Hán, thủ phủ Hồ Bắc là nơi đầu tiên của Trung Quốc gặp khủng hoảng do dịch Covid-19 và giờ tiếp tục hứng chịu lũ lụt. Nước bùn đục ngầu cao ngang người cũng gây ngập các tuyến phố và khiến người dân mắc kẹt trong ô tô ở Nghi Xương. Một thành phố khác ở Hồ Bắc thuộc lưu vực sông Trường Giang, nơi có đập thủy điện lớn nhất thế giới. Ở Dương Châu, một thị trấn du lịch nổi tiếng với khung cảnh núi non tuyệt đẹp, một quan chức nói với tạp chí Southern Weekly rằng hôm vừa qua, khu vực này trải qua trận mưa lớn mấy thập kỷ mới xuất hiện một lần và hơn 1.000 khách sạn và nhà nghỉ cùng 5.000 cửa hàng bị hư hỏng. Southern Weekly đưa tin. Ở Trùng Khánh, chính quyền thành phố cho biết tình hình lũ lụt trên đoạn sông Kỳ Giang, khúc đầu của sông Trường Giang đang ở mức tồi tệ nhất kể từ năm 1940. Khoảng 40.000 người dân đã phải sơ tán. Báo chí địa phương cho biết áp lực tiếp tục tăng. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc hôm qua cảnh báo khu vực Tây Nam nước này sẽ hứng chịu một trận mưa lớn nữa từ hôm nay.
lũ lụt nghiêm trọng ở lưu vực sông Trường Giang sẽ càng gây thêm áp lực lên đập Tam Hiệp. Theo quy định về quản lý sông của Trung Quốc, khi dòng chảy vào hồ chứa nước của đập Tam Hiệp đạt tốc độ 50.000 mét khối một giây và mực nước ở vùng giữa thị trấn Liang Hu Tang tăng lên mức đáng báo động thì lũ mới được đánh số. Cùng ngày, Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang đưa ra cảnh báo khẩn cấp về sự xuất hiện của trận lụt số 1 trên sông Trường Giang năm 2022. Đến sáng ngày hôm qua, lượng nước vào hồ chứa nước của đập Tam Hiệp đã đạt tốc độ 47.000 mét khối một giây và lên 50.000 mét khối một giây. Trong đầu giờ chiều hôm qua, lượng nước này tăng tương đương tốc độ của đợt lũ năm 1998. Khi cảnh báo về trận lụt số 2 được đưa ra, cư dân mạng tiếp tục đồn đoán về khả năng chịu đựng của đập Tam Hiệp vì nó đang trải qua bài kiểm tra khó nhất kể từ khi được hoàn thành. Dù các quan chức Trung Quốc nhiều lần nói rằng nỗi lo con đập sẽ vỡ và gây hậu quả thảm khốc chỉ là điều nhảm nhí, nhưng họ không xui được lo ngại thì khu vực này vẫn tiếp tục hứng mưa lớn và lở đất cộng thêm một trận động đất. Hôm qua, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết trận động đất chỉ có cường độ 3,2 độ Richter ở tâm chấn, chỉ nằm ở độ sâu 8 km. Dư luận vẫn lo ngại nguy cơ lở đất đe dọa đập Tam Hiệp. Ủy ban này đưa ra cảnh báo màu xanh cho sông Ngư Giang, vùng hồ. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.